Một căn nhà phố đẹp, tiện nghi và sang trọng tại quận 7. Vị trí trên trục đường Hoàng Quốc Việt liền kề với phố Mỹ Hưng chưa tới 3 phút di chuyển. Và đây là đường trước nhà, trong một khu dân cư nhà cao tầng đồng bộ rất là đẹp. Và đây là tổng thể mặt tiền của căn nhà với diện tích ngang 5m, dài cho 16m. Xây dựng không gian tầng trệt được thiết kế thông tầng với nhau cho nên rất là thông thoáng. Vị trí Cường đang đứng là gara đậu ô tô, anh chị có thể đậu được các dòng xe bán tải trở xuống. Tại đây còn bố trí thêm một hệ tủ giày dép và những vật phẩm trang trí cũng rất là đẹp. Sau lưng Cường là không gian bếp cũng không kém phần sang trọng. Dưới dạ cầu thang thì được thiết kế một tiểu cảnh rất là đẹp. Tủ kệ bếp thì được đóng full trần và đầy đủ tất cả các thiết bị bếp thông minh. Và tại đây bố trí thêm một bộ bàn ăn gồm 6 ghế ngồi rất là rộng rãi. Anh chị size lại có thể để được bộ bàn ăn 8 đến 10 ghế nha. Sau cùng là giếng trời và một nhà vệ sinh. Căn nhà này rất là thích hợp cho quý anh chị vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Cường xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để xem phần còn lại của căn nhà. Trên tầng lửng là không gian phòng khách rộng khoảng 30m², được thiết kế vô cùng sang trọng. Tại đây có một bộ sofa với hai màu sắc kết hợp với nhau rất là nổi bật. Tường thì trang trí cũng rất là đẹp. Điểm nhấn cũng là một chiếc đèn chùm. Đối diện sofa là kệ tivi kết hợp nhiều ô kệ trang trí cũng có tivi. Căn nhà này được thiết kế theo kiến trúc là lệch tầng cho nên rất là thông thoáng. Cường xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để xem các phòng ngủ còn lại. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 2 rộng khoảng 30m², được trang bị đầy đủ nội thất từ giường ra nệm, tủ quần áo và kệ tivi. Mỗi phòng ngủ thì có thiết kế một nhà vệ sinh riêng. Đặc biệt phòng ngủ phía trước tại tầng 2 có một góc thư giãn vào buổi tối rất là tuyệt vời. Chủ nhà đã tinh tế bố trí một bộ bàn gồm 4 ghế ngồi. Cường xin mời anh chị di chuyển ra phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau tại tầng 2 rộng khoảng 25m², cũng được trang bị đầy đủ nội thất và một nhà vệ sinh riêng. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 3. Mỗi phòng ngủ thì thiết kế màu sắc nội thất khác nhau tạo nên một không gian sang trọng cho mỗi phòng nha quý anh chị. 4 phòng ngủ trong căn nhà này được bố trí đầy đủ nội thất, anh chị mua về chỉ việc xách vali vào ở thôi. Nội thất mới, nhà mới thì có phiếu bảo hành luôn nha quý anh chị, rất là đảm bảo cho mình khi mua nhà mới nha. Cường xin mời anh chị di chuyển lên trên tầng 4. Và đây là tầng cao nhất của căn nhà, sân thượng phía sau cũng là khu vực sân phơi, cũng làm khung sát rào bảo vệ xung quanh. Không gian phòng thờ cũng rất là rộng rãi và thông thoáng. Và đây là sân thượng phía trước, cũng là một góc thư giãn rất là tuyệt vời. Và anh chị đã xem toàn bộ không gian kiến trúc đẹp của căn nhà. Và bây giờ Cường xin nhắc lại thông tin: ngang 5m, dài cho 16m, xây dựng một trệt, một lửng, 3 lầu. Căn nhà này đã được trang bị đầy đủ nội thất, anh chị mua về có thể xách vali vào ở ngay, hoặc mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Vị trí trên trục đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, liền kề với phố Mỹ Hưng chưa tới 3 phút di chuyển. Và giá đang được chào bán 14.800.000 đồng, vẫn còn thương lượng. Anh chị đến xem căn nhà này thì hãy liên hệ cho Cường qua số điện thoại 0937 889 880. Và quý anh chị vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp. Hiện tại trên kênh của Cường đang có rất là nhiều bất động sản giá tốt đang cần bán. Quý anh chị có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà nhà bè thì hãy liên hệ với Cường số điện thoại có ghém trên màn hình nha. Và bây giờ Cường xin được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.